truyền thuyết, khoảng năm 588 trước công nguyên, hai thương gia người Miến Điện tên Tapusa và Balika đi buôn bán ở Balakha, Afghanistan ngày nay. Chuyến trở về, năm 589 trước công nguyên, họ gặp Đức Thích Ca vừa thành đạo. Họ đảnh lễ và dâng cúng mật ong cùng bánh bột trang cho ngài. Đức Phật nhận vật thực rồi thuyết giảng đạo pháp khai tâm. Hai vị thương gia tỉnh thức khi tiếp nhận chân lý và thiết tha xin Đức Phật thu nhận làm đệ tử. Đó là hai vị Phật tử tại gia đầu tiên của Phật giáo. Dấu tích câu chuyện này còn ghi lại ở trụ đá lớn gần gốc cây Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo bằng chữ Sanskrit như sau. Sau tuần lễ thiền định thứ ba, sau khi Đức Phật thành đạo, ngài đã gặp hai thương nhân Miến Điện đến đây cúng dường bánh gạo và mật ong. Sau đó họ xin quy y Phật và Pháp, lúc đó tăng già chưa thành lập. Hai vị thương gia trình bày nguyện ước, khi trở về nước sẽ kể lại mọi việc lúc gặp Đức Phật cho vua nghe và thỉnh cầu nhà vua mời Đức Phật đến Miến Điện giảng Pháp. Kính xin Đức Phật ban cho chúng con vật bảo chứng để trình với nhà vua. Đức Thích Ca đồng ý và nhổ 8 sợi tóc trao cho hai vị. Khi về đến Miến Điện, hai vị thương nhân trình mọi việc với nhà vua. Vua Okalapa chọn đồi Singuta gần kinh thành Pokharavita xây bảo tháp để thờ 8 sợi tóc của Đức Phật. Nơi đây về sau gọi là chùa Swedagon ở thủ đô Rangun. Chùa Sweden có một bảo tháp cao 114 mét, hiện lưu giữ xá lợi tóc của Phật Thích Ca, một mảnh áo của A-la-hán Ca Diếp, cây gậy của A-la-hán Câu Lưu Tôn và cái lọc nước của A-la-hán Câu Na Hàm.